Bây giờ em đâu biết đặt tên gì đâu. Để chị suy nghĩ cho. Ê, có rồi. Bây giờ nha, em lấy tên lót giống như tên của chị luôn đi. Biết sao không? Tên lót của chị là Viết. Trời ơi, đắt khách dữ lắm em ơi. Chị là Thúy Liễu, còn em là Thúy Kiều. Thúy Kiều. Trời ơi, cái này là ai đẹp dữ lắm với tên này á. Chứ sao nữa, bởi vậy mới đặt cho em đó.